Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo kiếm tiền tươi. Thì có cái kèo này nó là một cái kèo mà thuộc mạng xã hội Feminist, thì nó là một cái trang mạng xã hội Web3 và là chạy ở trên luôn cái công nghệ blockchain. Thì cái ứng dụng này ấy, thì các bạn tham gia thì các bạn sẽ tham gia nó như giống như là một cái trang mạng xã hội TikTok, thì các bạn có thể là đăng video hình ảnh cũng như là các bạn là đăng những cái video ngắn giống như TikTok hay là Facebook nha các bạn, và khi đó thì chúng ta sẽ là kiếm miễn phí cái đồng token F này. Và khi mà các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ là có ngay trong tài khoản là 250 cái token F này, và nó là xấp xỉ khoảng 2.6 đô la nhé. Và thì cái đồng F này thì hiện tại đã list ở trên cái sàn PancakeSwap, và với cái giá của nó hiện tại là đang một đồng F bằng 0.013 đô la. Và khi mà các bạn nhận được cái phần thưởng từ cái dự án này thì các bạn có thể là rút về cái ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask, đấy là tùy ở các bạn sử dụng quen ở cái ví nào. Và sau đó thì các bạn có thể là quy đổi nó ở trên cái sàn PancakeSwap, ở trên cái mục đáp hoặc là cái mục trình duyệt ở trên cái ví của các bạn sang cái đồng USDT. Đó, cực kỳ là ngon nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ là hướng dẫn cho bạn chi tiết cách đăng ký tài khoản và tham gia một số các cái hoạt động ở trên cái mạng xã hội này để chúng ta kiếm miễn phí cái đồng token F này nhé. Đó, khi các bạn bấm vào cái link mình để dưới phần mô tả thì nó sẽ ra hai cái mục. Mục đầu tiên là kiểu mục cho các bạn tải về cái dùng cái hệ điều hành iOS. Hai là cái dòng thứ hai là các bạn sử dụng hệ điều hành Android thì các bạn chọn vào đó. Ở đây thì mình sử dụng hệ điều hành Android nên nó sẽ tự động nó chuyển cho chúng ta đến cái kho ứng dụng tải app luôn. Đó, ở đây thì các bạn kích cài đặt, ở đây thì nó rất là khó cài đặt, thì các bạn không cài đặt được thì các bạn copy cho mình cái chữ này. Sau đó các bạn mở cho mình cái ứng dụng Google Play ra. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần tìm kiếm. Ở đây các bạn dán cho mình cái tên này vào, Feminist, các bạn nhấn vào đây. Ở đây chính là cái app của ứng dụng nhé, thì các bạn kích vào đây. Sau đó các bạn nhấn vào cái phần cài đặt cho mình. Ở bên dưới là cái phần mà giới thiệu này, các bạn có thể tìm hiểu những cái thông tin về cái phần này. Là một nền tảng nhé, source file chỉ dành cho mới được thành lập bởi Emirao. Rồi, bây giờ mình sẽ là cài đặt. Như vậy là đã cài đặt xong, các bạn nhấn mở. Rồi, các bạn chưa có tài khoản thì các bạn kích vào đây, chúng ta tạo tài khoản. Ở đây nó sẽ có hai hình thức cho chúng ta đăng ký tài khoản. Một, chúng ta sử dụng địa chỉ email. Hai là chúng ta sử dụng bằng số điện thoại. Theo mình thì các bạn nên sử dụng bằng số điện thoại, xác minh sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Ở đây thì các bạn nhập cho mình cái địa chỉ email các bạn thường sử dụng chính xác để chúng ta sẽ lấy cái mã code về chúng ta xác minh. Các bạn nhấn vào send này, chúng ta sẽ lấy mã code. Các bạn vào địa chỉ email, vào hòm thư email thì các bạn lấy mã code, các bạn nhập vào đây. Đây các bạn kích vào đây. Đây là mã code cung cấp cho chúng ta, và chúng ta chỉ được làm trong vòng 30 phút. Nếu như các bạn 30 phút của các bạn không xác minh thì cái mã code này coi như là hủy bỏ, không có tác dụng. Các bạn kích vào đây, chúng ta dán nó vào. Tiếp theo, bên dưới này thì các bạn nhập cái mã mời nhé. Thì nếu như các bạn ủng hộ mình thì các bạn nhập cho mình cái mã mời Thế Hùng Crypto, viết liền không dấu như thế này. Cái mã mời này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho bạn tiện copy nhé. Rồi, tiếp theo đến mục bên dưới này thì là các bạn nhập cho mình cái username của các bạn, cũng là cái mã mời của các bạn luôn. Các bạn đặt làm sao cho dễ nhớ để các bạn khi các bạn điểm Z các bạn gửi cho nó dễ nhé. Ở đây thì mình sẽ viết như thế này. Đó. Sau này cũng là cái mã mời của các bạn luôn. Rồi, tiếp đến bên dưới thì các bạn nhập cho mình cái mật khẩu nhé. Và các bạn nhắc lại mật khẩu cho mình, sau đó thì các bạn nhấn Next. Rồi, như vậy đã đăng ký tài khoản thành công thì các bạn nhấn OK. Rồi, nó sẽ chuyển chúng ta đến cái bước này thì các bạn đăng nhập và nhập mật khẩu cho mình. Rồi, các bạn kích vào Login. Rồi, như vậy là đã đăng ký thành công. Khi các bạn đăng ký thành công thì các bạn sẽ là nhận được 250 cái token F ở đây. Rồi, các bạn kích vào đây. Đó. Nó sẽ ra một cái bảng như thế này, các bạn đã nhận phần thưởng của ngày hôm nay nhé. Thì các bạn kích vào OK cho mình.
Ngoài cái phần thưởng mà các bạn nhận đăng ký tài khoản xong thì các bạn sẽ là có một cái phần thưởng, đó là các bạn ở khi các bạn đăng bài và các bạn tham gia cái mọi hoạt động ở trong cái ứng dụng này. Và ngoài nữa ra nữa thì để các bạn là nhận thêm thì các bạn là gửi cái link mã mời để các bạn chia sẻ cho bạn bè để các bạn nhận thêm ở cái phần này nha các bạn. Thì các bạn kích vào đây và cái đây là cái phần cái mã mời của mình nhé, thì các bạn chia sẻ cho các bạn bè thì các bạn sẽ là nhận được cái phần thưởng thêm của cái dự án này. Đây để link, lấy link tải thì các bạn kích vào đây. Đó, nó sẽ có cái phần câu lệnh như thế này, kèm mã mời, kèm link tải thì các bạn kích vào đây, các bạn sao chép và các bạn chỉ việc chia sẻ cho bạn bè thôi. Đó. Rồi các bạn quay trở lại cho mình. Và tiếp theo cái phần này là cái phần post bài nhé. Rồi, để chúng ta xem là cái phần mà cái nhiệm vụ mà chúng ta làm, ví dụ chúng ta đăng bài cũng như là chúng ta like thì chúng ta sẽ là nhận được bao nhiêu. Ở đây thì các bạn là khi mà các bạn like 100 like thì các bạn sẽ là nhận được 100 cái đồng token F này, 500 like thì các bạn sẽ nhận được 200 token F và 1.000 like thì các bạn nhận được 300 token F. Và tiếp theo thì các bạn sẽ là nhận các bạn like 3.000 like thì các bạn sẽ là nhận được 400 token F. Và 5.000 like thì các bạn sẽ nhận được 500 token F nhé. Đó, trên đây là cái phần mà chia thưởng cho các bạn những cái nhiệm vụ của các bạn. Thì đây là cái phần thưởng mà dành cho cái những cái sáng tạo video của các bạn mà khi các bạn nhận được cái lượt like từ các cái cộng đồng tham gia ở trong cái dự án này. Đó. Rồi các bạn quay trở lại cho mình. Rồi các bạn kích vào cái mục này cho mình. Ở đây thì nó sẽ có mục like, comment, tin nhắn và đây là cái phần mà những phần thông báo nhé các bạn. Đó, các bạn kích vào cái nút chuông này cho mình này, thì ở trên này thì nó có những cái phần mà cài đặt cho mình, thì các bạn có thể là cái phần này các bạn có thể là bật hết cái phần này cho mình, sau đó các bạn nhấn new. Rồi tiếp đến là cái phần trang cá nhân nhé, thì đây là cái trang cá nhân mạng xã hội của các bạn ở đây. Rồi các bạn kích, đây là cái phần ví của bạn này, các bạn kích vào phần ví cho mình. Rồi, ở đây thì nó sẽ có cái phần mà cho chúng ta là cái KIC. Thì các bạn phải là cập nhật cái KIC này cho mình. Đó. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho qua cho các bạn là cái cách cách KIC nhé. Ở đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ là điền thông tin này, upload ảnh này, chụp ảnh này. Đó, các bạn kích vào nút Start cho mình này. Ở đây thì các bạn sẽ là chọn quốc gia. Các bạn tìm luôn quốc gia của mình Việt Nam ở đây luôn. Rồi tiếp theo là các bạn điền cái này là cái tiền điền tên của bạn. Ví dụ như của mình là Nguyễn Văn Hùng chẳng hạn thì các bạn điền như thế này. Tiếp theo là bên dưới thì các bạn điền cho mình cái số căn cước công dân. Rồi sau đó thì các bạn nhấn Confirm để chúng ta bước sang cái phần tiếp theo. Rồi đến cái phần này là chúng ta sẽ là chụp mặt của căn cước công dân nhé, mặt trước của căn cước công dân. Thì nó sẽ có hai cái cách, một là chúng ta là upload lên, hai là chúng ta chụp nhé. Rồi sau khi các bạn chụp mà căn cước công dân xong thì là sẽ là các bạn nhấn vào cái phần document này, sau đó các bạn nhấn vào cái ok chúng ta chấp nhận là ăn cái ảnh này lên. Rồi tiếp theo đến cái phần này thì là tay các bạn là chụp một cái ảnh selfie và tay các bạn cầm cái giấy tờ của các bạn. Các bạn nhấn next cho mình. Rồi các bạn kích vào đây. Các bạn để chúng ta chụp. Rồi ở đây thì các bạn chụp bằng camera trước nhé. Camera sau nhé các bạn. Rồi các bạn nhấn đây là mình sẽ là để hẹn giờ 10 giây và sau đó thì mình sẽ là tự chụp. Sau khi các bạn chụp xong thì các bạn nhấn vào document, sau đó thì nó sẽ hiện lên cái bảng này thì các bạn nhấn ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã chuyển sang hoàn thành xong cái bước KIC rồi. Thì chúng ta sẽ là chờ nó phê duyệt nhé. Và khi mà các bạn là phê duyệt được cái phê duyệt KIC thì các bạn có thể là nó sẽ tổng hợp cái số dư về đây và các bạn sẽ là rút được về ví Trustwallet hoặc MetaMask và các bạn bán sang cái đồng USDT hoặc các cái đồng coin khác nhé. Rồi, ok thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Ở cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rút cũng như là các bán cái đồng token F này nhé. Ok, cái video này mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.